Xin chào tất cả mọi người nhá. Hôm nay em làm chả cá này. Hiện tại rán từ 6 giờ rồi nhá. Bây giờ được tầm 20 cân rồi. Hôm nay làm có tầm gần 50 cân đấy nhá. Đây, chả cá. Mọi người ai đặt chả cá thì qua quán em lấy đi nhá, chả cá có rồi nhá. Vẫn đang rán. Hôm nay rán từ 6 giờ nhá. Hiện tại được khoảng gần 20 cân rán rồi. Đây cũng còn hôm nay có tầm gần 45 50 cân thôi nhá mọi người nhá. Ai ăn thì inbox cho em đi nhá. Em chỉ dư vài cân thôi. Chả cá nóng hổi đây. Chả không lan, là mày mất tích ở đâu ấy. Đây nha mọi người nha, chả cá này em làm toàn bộ bằng cá chim nhá. Và thịt lợn tươi đấy, sáng nay 4 rưỡi là đã sang lấy thịt để pha rồi để xay cùng. Thế nên chả hôm nào em làm, 6 giờ đã có rán, 5 rưỡi đã có rán rồi. 4 rưỡi là đã sang hàng, sang chợ lấy thịt rồi nhá. Tại rán được hơn chục cân rồi, gần 20 cân rồi. Yến chị ấy, Yến nhà lên đây nhìn này, lên đây tranh anh Dự. Anh Dự anh ấy đang vào chân vất chả, cô lại bảo cô xin chân vất chả. Lên đây thì anh ấy bàn giao cho cái chân này. Chả cá nóng hổi đấy mọi người ơi. Thảo ơi, xong tí sang lấy chả cá nhá, có chả rồi đấy. Rán được gần 20 cân rồi. Không quay đến đâu. Chỉ quay chả. Tí không qua được thì cứ trong ngày nay qua cũng được Thảo ạ. Bận đi làm thì cứ trong ngày nay qua cũng được. Tại vì ngày nay tớ ở đây tớ còn giả đơn mọi người ấy, gần 50 cân nhưng mà. Chả cá nóng hổi đấy mọi người ơi, em làm toàn bộ bằng cá chim nhá. Cá chim to trên 2 cân này. Và thịt mông sáng nay 4 rưỡi đã sang chợ lấy xay này. Hôm nay chỉ làm tầm hơn 40 cân, 40, 45 cân trên lệch tí gì đấy. Thế thì qua lấy luôn nha Thảo nha. Mọi người ơi, ai đặt hàng chả cá thì bây giờ có thể qua lấy luôn được rồi nha. Nếu mà bận thì có thể tầm trưa hoặc là cuối buổi chiều. Em đang bán tại quán, đang dán tại quán bên Quấn nha. Hả? À ừ, 23 tuổi cao rồi. 2 giờ là nước. Đầy nước mình hỏi cô bé thế, cho ăn hết cơm mà nghe được. Chả cá nóng hổi. Đã mang ra ngoài cho mình một lần. Hả? À ừ đây nhỉ. Quên. Bảo là chiều nay mẹ em mua. Mấy nay mẹ em bệnh. Nên mấy nay mẹ em không mua. Chiều nay mẹ em đi tập. Lấy cái gì? Mua cái nhãn vở. Điểm thêm. Không có nhãn vở. Chưa làm nhãn.
Mọi người ơi, em sẽ kết thúc live stream ở đây nhá. Lát mọi người ai có xem live stream thì đặt hàng thì cứ inbox riêng cho em nhá. Hiện tại em xin tắt ở đây để em vào làm tiếp đây. Xong. Mẹ đi mua đi. Chào tất cả mọi người nhá. Hả?